Chào các bạn, đây là chiếc tay cầm Xbox One S của Microsoft sản xuất. Và đây có thể coi là một trong những chiếc tay cầm có thể nói tốt nhất trên thị trường hiện nay. Tuy là nó đã được ra mắt từ giữa năm 2017 và bây giờ thì đã là tháng 3 năm 2018 rồi, nhưng nó vẫn giữ vị trí là một chiếc tay cầm có thể nói là tốt nhất trong tầm giá hiện nay. Giá của nó là 1.700.000 đồng tại Anfac. Vì chất lượng và giá bán của chiếc tay cầm Xbox One S này rất tốt nên mình sẽ quyết định là mở hộp và review lại chiếc tay cầm này cho các bạn biết. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở hộp chiếc tay cầm Xbox One S này. Trong hộp của chiếc tay cầm này thì chúng ta mở ra đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là có một cái tay cầm Xbox One S và nó không khác nhiều so với lại là chiếc tay cầm tiền nhiệm của nó. Đời là chiếc tay cầm Xbox One S này thì nó là một cái dòng duy nhất được phân phối chính hãng bởi Microsoft Việt Nam, nhập khẩu và bảo hành thông qua một cái nhà phân phối chính thức của Microsoft, đó là PSD. Và chính sách bảo hành này sẽ áp dụng với các tiêu chuẩn toàn cầu của Microsoft, đó là bảo hành 12 tháng này, một đổi một trong vòng 90 ngày đầu liền. Chúng ta thấy là Microsoft họ đã rất là có tâm khi mà phân phối cái sản phẩm này, đúng không ạ? Và đây chính là chiếc tay cầm Xbox One S của chúng ta. Nó là một phiên bản nâng cấp từ tay cầm Xbox One và được ra mắt cùng với lại máy chơi game Xbox One S từ giữa năm 2017. Đây là một cái tay cầm thì thiết kế rất tốt. Thân máy là một cái lớp chất liệu là lớp vỏ nhựa dày khá là chắc chắn. Chiếc tay cầm này sẽ được thiết kế theo cái hình thức là ergonomic và sẽ cho chúng ta một cái cảm giác rất vừa vặn và ôm tay. Không có cái điểm gì mà chúng ta có thể chê ở chiếc tay cầm này. Cách bố trí analog lệch rất là tiện dụng cho người chơi game, khi mà bây giờ đa số game thủ hiện giờ thì sử dụng cái tay analog để điều chỉnh hướng thay vì các nút D-pad như ngày trước nữa. Vị trí của các nút bấm như là A, B, X, Z và các nút cò thì cũng rất là hợp lý. Chúng ta có thể dễ dàng thao tác và sử dụng. Nếu mà các bạn nào là game thủ ấy, thì chúng ta muốn cái nút bấm này nó phải đặt những cái chỗ mà tiện lợi cho nhất cho chúng ta. Ở đây thì họ đang nghiên cứu và đặt những cái nút này, chúng ta có thể bấm thật nhanh những cái nút này. Chiếc tay cầm này thì lại sử dụng một cái viên pin AA tiêu chuẩn mà tháo lắp dễ dàng. Và tuy là nó sử dụng pin nhưng mà nó không hề nặng, chúng ta cầm khá là đầm tay và vừa tay thì chúng ta có thể có cảm giác cầm nắm tốt hơn. Thêm một cái điểm cộng nữa ở chiếc tay cầm Xbox One S này là nó sẽ được hỗ trợ chuyển tín hiệu âm thanh ngay trên tay cầm qua mà cái cổng 3.5mm này. Chúng ta có thể cắm tai nghe vào và có thể tận hưởng âm thanh của cái game trên ngay trước cái tai nghe của mình ở trên tay cầm. Tay Xbox One S sẽ hỗ trợ tốt nhất trên máy là Xbox One và Xbox One S có kết nối tần số là 2.4GHz thông thường. Ngoài ra thì tay còn hỗ trợ kết nối qua dây USB với PC dùng Windows 7, 8, 10. Riêng kết nối của Bluetooth của tay Xbox One S sẽ tỏ ra rất hiệu quả khi mà hỗ trợ tốt các PC dùng Windows 10 và có Bluetooth. Còn đối với những máy mà không có hỗ trợ sẵn Bluetooth ấy, thì tay cầm vẫn hỗ trợ hầu hết các loại AirDoc Bluetooth trên thị trường với tiêu chuẩn là Orico BTA 403. Xbox One S còn có thể kết nối Bluetooth và hỗ trợ các thiết bị sử dụng iOS và Android. Cảm nhận của mình về chiếc Xbox One S này thì chúng ta sẽ có cảm giác cầm nắm rất là tốt, nhưng mà trọng lượng khi mà dùng pin cũng không quá nặng, ngay cả khi dùng pin sạc. Thời lượng sử dụng pin cũng tương đối lâu ngay cả khi mà chúng ta dùng pin bình thường hay là sử dụng có rung ở trên những cái game bắn súng. Cần analog của cái chiếc Xbox One S này thì tôi phải nói là thuộc hàng đỉnh cao luôn, với dead zone cực kỳ thấp, độ nhạy cao và cực kỳ chính xác. Analog cũng nhẹ và đều lực hơn nhiều so với tay Xbox 360 và các loại tay cầm khác trên thị trường. Nút bấm của Xbox One S cũng rất tốt, các nút A, B, X, Y bấm nhạy và nảy. Vị trí thiết kế của các nút cò cũng rất là hợp lý và kế thừa cải tiến trên cái tay Xbox One từ năm 2015, cho phép nút bấm xuống đều ở mọi vị trí bấm. Tay cầm này cũng tối ưu tốt cho những cái game thuộc hàng như là bắn súng hay đua xe, cho các bạn những cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Và kết luận về chiếc tay cầm này thì mình cũng đã nói từ đầu video, thì đây là một chiếc tay cầm với mức giá 1,7 triệu đồng, đang là tay cầm tốt nhất trên thị trường hiện nay và hầu như là không có điểm chê nào cả. Vừa rồi thì mình đã review cho các bạn xong chiếc tay cầm Xbox One S của Microsoft này, và đây có thể coi là một trong những chiếc tay cầm tốt nhất trên thị trường từ lúc nó ra đời cho đến tận bây giờ, với giá là 1.700.000 đồng tại Anfac. Thì các bạn có hứng thú không? Hãy comment cho chúng mình biết nhé. Cũng đừng quên là trong tháng 3 này chúng tôi đang có chương trình khuyến mại để chào mừng sinh nhật lần thứ 14 của Anfac. Vì vậy nên là có rất nhiều mã sản phẩm cũng như là món quà đặc biệt dành cho các quý vị và các bạn khi mà mua hàng tại Anfac cũng như là theo dõi các kênh truyền thông của Anfac. Hãy đến ngay với Anfac để có những ưu đãi đặc biệt nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Goodbye.